Đồng Thu kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp về vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp cà phê The Mangland lần thứ nhất năm 2023, được phát vào lúc 21 giờ trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Và như vậy là vòng chung kết đã đi đến những trận đấu cuối cùng, và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin mới nhất về kết quả, lịch thi đấu cũng như là không khí sôi động, những câu chuyện bên lề sân cỏ thú vị. Sau những trận tranh tài nảy lửa ở vòng chung kết, 8 cái tên xuất sắc nhất đi tiếp đã được gọi tên, bao gồm các đại diện của khu vực thành phố Hồ Chí Minh là đội Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Văn Lang. Hà Nội cũng có hai đại diện là Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội và Trường Đại học Thủy lợi. Khu vực miền Trung có một đại diện duy nhất là Đại học Huế. Và thưa quý vị, hôm nay đã diễn ra hai cặp tứ kết đầu tiên đầy kịch tính với nhiều diễn biến bất ngờ. Và đáng chú ý là cuộc đụng độ giữa đội Trường Đại học Tôn Đức Thắng và đội Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh khi được xác định ngang tài ngang sức. Cả hai đội có cùng 7 điểm sau vòng bảng, cùng sở hữu hai chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng chung kết là Đoàn Hoàng Nam và Triệu Hồng Chính. Hơn thế nữa, lần chạm trán gần nhất tại vòng loại giải sinh viên toàn quốc năm ngoái, hai đội bất phân thắng bại khi hòa với tỷ số 1-1. Ở trận đấu tiếp theo là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng sinh viên đến từ Hà Nội là Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội với đội Trường Đại học Thủy lợi cũng đầy gay cấn. Trận derby Hà Nội cũng mang đến chất lượng chuyên môn cao và đầy kịch tính. Và ngay sau đây sẽ là kết quả của các cặp trận đấu này. Để tạo nên sự thành công của giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp cà phê The Mangland lần thứ nhất năm 2023, bên cạnh những trận cầu nảy lửa với chất lượng chuyên môn cao, thì không thiếu đến sự góp sức của các cổ động viên nhiệt thành với rất nhiều màu sắc, câu chuyện. Nhưng điểm chung là đều có niềm đam mê với trái bóng tròn, hòa chung vào tinh thần ngày hội bóng đá sinh viên lớn nhất cả nước. Và trong đó thì không thể không nhắc đến những bậc cha mẹ đã lặn lội đường xa để đến trực tiếp sân cỏ cổ vũ cho con trai thi đấu trong màu áo đội tuyển. Với họ, được thấy con ghi bàn mạnh mẽ trên sân đã là một niềm hạnh phúc to lớn. Chú ý theo từng đường bóng. Vui mừng khi đội bóng của con mình ghi bàn. Đây là nhóm cổ động viên đặc biệt với các thành viên là người thân của cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Thanh Bình đến từ đội Trường Đại học Cần Thơ. Để có mặt theo dõi con trai thi đấu, cha mẹ của cầu thủ này đã tự chạy xe máy hơn 200 km từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để đến với sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thấy nó vô đội tỷ trường đá thì cũng ủng hộ, cũng thích lắm. Thì giải này là giải cũng lớn, giải cũng toàn quốc rồi, giải cũng lớn. Giờ đi coi mấy cái giải ở quê nhỏ nhỏ không à, không có coi. Nguyễn Thanh Bình hiện là sinh viên ngành luật của Trường Đại học Cần Thơ. Anh là tiền đạo trụ cột của đội bóng Tây Đô thi đấu tại vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp cà phê The Mangland lần thứ nhất năm 2023. Trước đó, ở trận đấu đầu tiên gặp đội Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Bình ghi bàn mở tỷ số cho đội. Dù lúc đó chưa kịp lên thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp cổ vũ, nhưng hai vợ chồng ông Hùng cho biết hết sức phấn khởi. Ở nhà thì ngoài cái giờ nó đi học thì nó cũng đi mấy cái sân đá mini, đá chơi với anh em rồi thôi. Rồi tôi cũng không có quan tâm không. Rồi từ khi mà xuống Cần Thơ học đó, thì nó mới vô đội tuyển trường đá. Rồi nó về nó nói rồi mới biết, rồi mới lên tay coi nè. Mà hấp dẫn hơn nhiều so với mấy giải kia. Cầu thủ đá cũng thấy tốt hơn, mấy giải kia nhiều. Đối với hai vợ chồng ông Hùng, được trực tiếp xem con trai đá bóng là động lực và là niềm vui để họ tạm gác công việc, vượt hàng trăm cây số để đến sân. Để cùng chia sẻ niềm vui này, hai vợ chồng còn rủ thêm người thân, họ hàng để tiếp sức cho con trai từ khán đài. Đúng là lên chặn rầu với nó đó mà, có công việc rồi mới lên hồi tối. Sẵn bữa nay đi theo xem bóng đá, và cháu nó đá, thì cũng đi hào hứng thấy cháu nó đá, thì cũng mình cũng thấy hãnh diện, cũng đi ủng hộ tiếp cháu. Sau trận đấu cuối cùng ở vòng bảng diễn ra vào chiều 18 tháng 3 năm 2023, Thanh Bình cùng với các đồng đội đã phải dừng chân.
Mặc dù rời khỏi vòng chung kết mà chưa có một trận thắng nào, nhưng các cầu thủ đội trường Đại học Cần Thơ cũng đã thể hiện lối chơi đầy quyết tâm và để lại ấn tượng đẹp tại mùa giải. Vào chiều mai ngày 22 tháng 3 sẽ tiếp tục diễn ra các trận cầu tứ kết đầy kịch tính. Mở đầu là cuộc đối đầu không khoan nhượng của hai đại diện có truyền thống bóng đá lâu đời và đều đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đó là đội trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và đội trường Đại học Nông Lâm. Là đại diện duy nhất mang tinh thần nối chơi của khu vực miền Trung, đội Đại học Huế cũng đặt quyết tâm cao độ trong trận đấu gặp đội trường Đại học Văn Lang. Đại diện đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh để đi tiếp. Và xin nhắc lại với quý vị là tất cả các trận đấu trong khuôn khổ của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của Báo Thanh Niên, trên website thanhniên.vn, kênh YouTube, Facebook, TikTok Báo Thanh Niên, cũng như là trên ứng dụng FPT Play. Mời quý vị đón theo dõi để tận hưởng trọn vẹn không khí bóng đá sinh viên đầy sôi động. Và đến đây thì bản tin tổng hợp về giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà Phê Đầm Măng Đen ngày 21 tháng 3 cũng xin phép khép lại. Chúng tôi sẽ quay lại trong các bản tin tiếp theo trong khung giờ quen thuộc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.